Bây giờ chỉ dành 4 tiếng đồng hồ cho việc tìm kiếm tập bồn. Cái này CD hả? Cái này CD hả? Cái này CD hả? Cái này CD hả? Các bên trong gia đình sẽ tự chủ phân chia nhiệm vụ rất rõ ràng cho từng thành viên trong gia đình. Phương Đực sẽ phải ở nhà bảo vệ lãnh thổ, phần bên nàng cái sẽ phải đi săn mồi. Tuy nhiên sau khi săn mồi xong, cô nàng cái sẽ phải đem mồi về cho anh chàng Đực ăn trước, sau đó đến các con và cuối cùng cô nàng mới được thưởng thức. Khá là bất công với cô nàng sư tử. Trung bình một bạn sư tử có thể chạy với vận tốc 80 km/h, chạy rất nhanh.